Thưa quý vị, chiều nay 31 tháng 5 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 13, thông qua 16 dự thảo nghị quyết về quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, về lĩnh vực tài chính, ngân sách và đầu tư công, về lĩnh vực văn hóa xã hội. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh có tờ trình về quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với phương châm phát triển đột phá, năng động, sáng tạo, bền vững, quy hoạch đặt mục tiêu năm 2030 đưa Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu cả nước, trở thành thành phố trực thuộc trung ương, cơ cấu đa đô thị, trung tâm, kết cấu hạ tầng trung tâm đa phương thức. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trình 12 tờ trình thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công và lĩnh vực văn hóa xã hội. Đáng chú ý là các tờ trình xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023, điều chỉnh tên và phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, nội dung chi và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kỳ họp cũng tiến hành thủ tục miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Cường, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, miễn nhiệm Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế, và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Huỳnh Sơn Thái, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kết thúc kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất biểu quyết thông qua 16 nghị quyết. Phát biểu kết luận, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện, thị, sở ngành, đơn vị tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà soát cơ cấu nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các biện pháp thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, phòng ngừa rủi ro thất thu. Đề nghị tỉnh và các địa phương có đánh giá giữa kỳ về kế hoạch thực hiện danh mục đầu tư trung hạn năm 2021-2025 để từ đó có điều chỉnh phù hợp, đồng thời rà soát xác định cụ thể những khó khăn vướng mắc và khả năng thực hiện của 48 trên 53 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, 74 dự án được kéo dài thời gian bố trí vốn.